năm 2020. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sơn La vẫn thành công tiêu thụ gần 450.000 tấn nông sản, trong đó xuất khẩu hơn 21.000 tấn sang các thị trường Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, EU, Mỹ. Với thành tích này, nông dân Sơn La đảm bảo tiêu thụ nông sản với phương châm 3 được mùa, được giá, được thu nhập. Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, chuỗi cung cầu bị đứt gãy do ảnh hưởng của các đợt giãn cách. Tuy nhiên, Sơn La vẫn đặt mục tiêu tiêu thụ 430.000 tấn nông sản với mức giá tốt cho nông dân. Sơn La vẫn tiếp tục kết nối để thực hiện với việc xuất khẩu nông sản sang tất cả các thị trường. Hiện nay Sơn La đang có thị trường để xuất khẩu thông qua hình thức là qua các tham tán thương mại và tiếp tục làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương, Cục Phát triển Thị trường Chế biến Nông sản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tìm các cái đầu mối để đưa các sản phẩm ra đối với thị trường ngoại nước. Sơn La tập trung rất là mạnh, đặc biệt là Sơn La chú trọng khâu này là tập trung để phối hợp với các nhà máy chế biến lớn để đưa sản phẩm của nông sản Sơn La vào chế biến, tạo ra những sản phẩm sâu sau chế biến và xuất khẩu, thì nó sẽ giảm áp lực rất lớn cho cái mùa vụ và cái sản lượng lớn của sản phẩm nông sản Sơn La. Bên cạnh nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh cùng các bộ ban ngành, các hợp tác xã nông nghiệp tại Sơn La cũng đang tích cực tìm cách tháo gỡ cho những khó khăn của mình. Trong đó, sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu và đảm bảo truy xuất nguồn gốc là cơ sở quan trọng để các hợp tác xã nâng cao giá trị sản phẩm của mình và mở rộng thị trường. Song song với việc là đi quảng bá phát triển cái thị trường tiêu thụ sản phẩm thì mình cũng cần phải thực hiện những cái hoạt động về quảng bá phát triển giới thiệu cái thương hiệu để mà thực sự là những cái kênh tiêu thụ, những kênh phân phối, những cái liên kết này nó được bền vững. Nó phải còn có cái sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, những người được cấp quyền sử dụng cái nhãn hiệu này. Thì đây chính là những cái người mà phải có trách nhiệm là bảo vệ cái thương hiệu này. Gia đình bà Uốn tham gia vào hợp tác xã Mường Tấc từ năm 2017 với hai sản phẩm chính là bí và rau, được trồng theo hướng hữu cơ. Gia đình bà có được đầu ra ổn định. Tuy vậy, từ đầu năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, gia đình bà buộc phải cắt giảm 50% diện tích sản xuất. Không Covid thì có xe đến thu mua. Có ra sản phẩm ra thế nào thì tiêu thụ, xe thì về thu mua lúc đó ít đấy. Covid thì xe về không thu mua thì tôi đi bán lẻ khắp nơi. Với liên tiếp các lần bùng dịch, các địa phương buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách, khoanh vùng, chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy, gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề tiêu thụ hàng hóa. Gia đình bà Uốn cũng như 40 hộ canh tác khác trong hợp tác xã nông nghiệp Mường Tấc đều gặp khó khăn khi nông sản làm ra nhưng việc vận chuyển gặp khó khăn. Nếu để bình thường mà xe thông thương thì mang đến thì là sẽ có nghĩa là vận chuyển bằng cái xe gọi là xe trọng tải nó lớn được. Ví dụ xe 5 tạ 1 tấn được. Nhưng bây giờ ảnh hưởng Covid thì là những cái xe đấy lại không vận chuyển được. Thì toàn bằng sử dụng bằng cái xe máy, xe gọi xe ba gác, xe rất là nhỏ. Thì từ đấy thì nó sẽ đội chi phí lên rất là cao. Ví dụ bình thường một xe 1 tấn thì chở được thì cước nó chỉ có 200.000 thôi. Nhưng bây giờ 1 tấn phải chở 5 xe thì nó lại sẽ mất khoảng tầm 500-700.000. Với sản lượng trung bình 1.000 tấn rau củ mỗi năm, nếu như trong điều kiện bình thường, hợp tác xã Mường Tấc không đủ cung ứng nhu cầu thị trường, thì trong bối cảnh dịch bệnh, con số này lại trở thành áp lực cho các thành viên hợp tác xã. Trước hoàn cảnh đó, lãnh đạo hợp tác xã tính đến phương án sử dụng chính thành viên trong hợp tác xã tham gia vào công tác vận chuyển nông sản đi các thị trường ngoại tỉnh. Bây giờ là khi tập kết hàng hóa tại một điểm nào đấy ở dưới Hà Nội thì cái hướng đầu tiên ấy là cũng sẽ nếu cũng đang định hướng ra là sẽ cử một số và các thành viên và xuống đấy trực tiếp để không cứ là để bán hàng tại ở đấy, nhưng ngoài cái việc ấy ra là cũng là để tạo điều kiện cho lấy cái chính cái nguồn thu nhập và để cái cước vận chuyển đấy để tăng thêm cái thu nhập cho những cái sản phẩm và cho hợp tác xã. Tuy nhiên, vận chuyển chỉ là một trong những vướng mắc tạm thời. Chất lượng và thương hiệu sản phẩm được xem là yếu tố tiên quyết để sản phẩm của hợp tác xã Mường Tấc giữ được vị trí và giá cả trên thị trường dù trong điều kiện dịch bệnh. Hệ thống chăm sóc cây trồng được tự động hóa.
Truyền thống canh tác lâu năm giúp người dân có được bí quyết tạo ra sản phẩm bí xanh Mường Tấc có vị thanh mát, giòn ngọt và hương thơm đặc biệt. Tôi học từ hợp tác xã. Bí thơm này để cho phấn nó ấy vào cái quả bí xanh, bí dài ấy, để nó thơm, để nó ngon. Và hơn hết, nông sản được trồng theo hướng hữu cơ. Sản phẩm của hợp tác xã mà đạt tiêu chuẩn theo hướng hữu cơ, ngay bây giờ sản phẩm của hợp tác xã sẽ bán ra thị trường nó vẫn cao hơn. Chứng minh ra một cái điều là ví dụ như rau ăn lá mà của rau của hợp tác xã mà mang bán ra thị trường ngay thị trường Phú Yên thôi, để qua một đêm là rau nó không bị úa nát, và đồng thời có nghĩa là về rau ăn độ đậm nó vẫn cao hơn đấy. Thế còn ngoài cái việc ấy ra thì chính vì như thế bây giờ nếu mà để bình thường một bó rau hay một cân cà chua, một cân bí mà bán ra thị trường lúc nào cũng chênh nhau mấy chị bên ngoài rau ở trôi đổi bên ngoài là một vài nghìn một cân. Với chất lượng sản phẩm đảm bảo, năm 2020, Hợp tác xã Mường Tấc trở thành một trong những hợp tác xã được cấp quyền sử dụng thương hiệu rau an toàn Sơn La. Thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm rau an toàn của tỉnh Sơn La. Dưới thương hiệu rau an toàn Sơn La, Hợp tác xã Mường Tấc có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 khó khăn khi vận chuyển đi tiêu thụ ngoại tỉnh, Hợp tác xã Mường Tấc quyết định chuyển hướng trọng tâm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Tại vẫn tiêu thụ tại nội địa, hợp tác xã chủ động cái việc đấy. Những cái sản phẩm mà không bán được trên thị trường tại Phú Yên thì bán ra thị trường Hà Nội thì sẽ hợp tác xã sẽ làm đơn và tờ trình để các sở ban ngành và đặc biệt là phòng ban ở huyện sẽ tạo điều kiện. Vì do cái dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, đặc biệt là ở cái vùng Sơn La và Phú Yên thì cũng ảnh hưởng tương đối lớn. Thế nhưng mà riêng cái mặt hàng rau củ quả sản xuất tại chỗ, đặc biệt là mang tính chất hữu cơ, sản xuất theo hướng hữu cơ này thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng lớn, bởi vì là cái sức tiêu thụ của huyện Phú Yên ở vùng lân cận này là cũng tương đối lớn. Thì sản xuất ra rau củ quả ở hợp tác xã này cũng chưa thấy là bị ế hoặc là bị phải là bán rẻ. Rồi chúng tôi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, tất cả các cái đơn vị trạm trại, đặc biệt là trường học có ăn nội trú ấy, bếp tập thể ấy, với lại là vùng lân cận như là Phú Bắc Yên, để tạo mọi điều kiện giúp cho hợp tác xã về cái sản phẩm mà đã sản xuất ra thì về cơ bản là sản phẩm cũng đã được tiêu thụ hết. Hiện toàn tỉnh Sơn La, hợp tác xã Mường Tấc chỉ là một trong 6 đơn vị sản xuất nông sản được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Sơn La. Nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Sơn La đã được xây dựng hoàn thiện hệ thống nhận diện về nguồn gốc xuất xứ với tem mác và bao bì riêng. Tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, áp dụng đồng bộ, thống nhất một quy trình kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản. Dưới thương hiệu này, rau của hợp tác xã Mường Tấc cũng như các hợp tác xã sản xuất đủ tiêu chuẩn, nhận được tấm vé đi vào các chuỗi cửa hàng tiện ích lớn trên cả nước như Big Green, chuỗi siêu thị Happy Mart, siêu thị K&K Mart, cửa hàng thực phẩm sạch Thiên Cảnh Farm. Dù trong bối cảnh dịch bệnh vận chuyển khó khăn, nhưng nhờ có thương hiệu, sản phẩm rau sạch đạt chứng nhận rau an toàn Sơn La vẫn đạt giá và lượng tiêu thụ tốt. Nói chung là về cái sản phẩm mà bên mình là an toàn và hướng đến hữu cơ thì mặc dù là COVID cũng khó khăn một chút, nhưng mà thị trường thì đã rất là đón nhận sản phẩm của mình đưa đến khách hàng thì dường như là đang còn bị thiếu, và bên mình đã đang là tăng cái sản lượng lên để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bao bì và tem nhãn mác đầu tiên là để truy xuất nguồn gốc, cái thứ hai nữa là để đảm bảo chất lượng khi bán ra thị trường, người tiêu dùng người ta mua cầm bớ rau, người ta biết rằng là rau đây là của hợp tác xã Mường Tấc, về không cứ là để an toàn nhưng người ta về người ta ăn cảm thấy rất là yên tâm. Gần 5 năm nay, gia đình chị Miền đã quen thuộc với các mặt hàng rau củ mang thương hiệu rau an toàn Sơn La. Rau trồng theo hướng hữu cơ, có lá dày, thân giòn, tươi lâu, dễ bảo quản. Mức giá lại chỉ khoảng 25.000 đồng 1 kg. Chị Miền luôn coi đây là lựa chọn hàng đầu của mình. Tôi thường sử dụng rau an toàn Sơn La hàng ngày cho gia đình. Tôi đã mua rất nhiều lần. Tôi thấy rau này thì tươi, ngon, sạch. Nhất là
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá cả hiện tại thì tôi thấy so với mức giá trên thị trường rất là mềm, dùng hàng ngày cho gia đình rất là tốt. Trong bối cảnh dịch bệnh, khi các chợ dân sinh hạn chế mở cửa thì những siêu thị bán nông sản sạch lại vẫn đón nhận lượng khách ổn định bởi tâm lý của những khách hàng như chị Miền. Một khi đã sử dụng sản phẩm sạch, họ sẽ gắn bó lâu dài. Gia đình nhà mình thì thường xuyên sử dụng sản phẩm mua tại siêu thị vì là nó rất là cảm thấy là rất yên tâm, bởi vì là nó có đầy đủ các cái thông tin về nguồn gốc sản xuất cũng như là cái lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cái ngưỡng cho phép, cũng như các sản phẩm ở đấy ở siêu thị thì đều đã được kiểm duyệt, kiểm định cũng như là được cấp giấy chứng nhận. Thông qua kênh liên kết giữa hợp tác xã với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích của thành phố Hà Nội giúp hợp tác xã Mường Tấc tiêu thụ gần 50% sản lượng nông sản theo mức giá ổn định, không thay đổi dù trong hoàn cảnh dịch bệnh. Trong tương lai, hợp tác xã Mường Tấc vẫn định hướng mở rộng diện tích canh tác lên 10 hectare theo hướng hữu cơ, đầu tư hơn nữa cho công tác bảo quản, chế biến, lấy đó làm đà để đẩy mạnh liên kết và phát triển thị trường. Nếu bây giờ mà không liên kết và để sản xuất theo một hướng gọi là theo chuỗi thì thực sự mà nói là cái sản lượng để bán ra thị trường đã không đủ. Ngoài cái việc không đủ ra thì trong cái liên kết với nhau nó có rất là hay. Ví dụ như là hợp tác xã Mường Tấc ở đây, huyện Phú Yên đây, nếu có sản phẩm thì có thể giao lưu và bán kết hợp với cả các huyện Mộc Châu, Mai Sơn. Định hướng của hợp tác xã thì trong 2021 thì hợp tác xã cũng đang đầu tư vào trong xây dựng khu nhà trụ sở và nhà trưng bày, và cuối năm 2021 thì hợp tác xã sẽ triển khai nhà sơ chế. Để có thể canh tác hữu cơ ở quy mô lớn kết hợp với các tiến bộ khoa học trong nông nghiệp không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Mường Tấc xác định đây là con đường dài với nhiều khó khăn, nhưng đó là con đường bền vững, bởi hợp tác xã đã chứng minh được việc sản xuất an toàn, giữ vững thương hiệu chính là chìa khóa cho sự thành công và giảm thiệt hại cho những ảnh hưởng của thị trường trong dịch bệnh. Địa bàn Phú Yên thì cũng chưa có nhiều hợp tác xã xây dựng các cái hợp tác xã rau củ quả như này. Thế cho nên là sản phẩm làm ra tiêu đến đâu, tiêu thụ đến đấy thì cũng rất hiệu quả. Thì từ khi có hiệu quả như vậy thì cái hiệu quả và đời sống kinh tế của bà con được nâng lên rõ rệt. Các cái thành viên hợp tác xã thì các cái gia đình cũng đều khấm khá. Không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu, thị trường trong nước với hơn 90 triệu dân cũng là thị trường tiềm năng của nông sản Sơn La. Trong bối cảnh dịch bệnh, nông sản từ các hợp tác xã có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc đều có cơ hội tiếp cận các sàn thương mại điện tử lớn như Sendo, Voso, Viettel Post, Tiki, với mô hình phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Như mọi năm thì đến thời điểm này có thể là tạo các cái giới thiệu tại các chợ và các cái nơi ở Trung Quốc và các cái địa bàn. Nhưng năm nay do Covid thì đang triển khai theo hướng là trực tuyến online cũng như là áp dụng công nghệ số để chúng tôi giới thiệu các cái sản phẩm để các địa bàn bà con và khách hàng các nơi để biết. Tới năm 2020, toàn tỉnh Sơn La có 682 hợp tác xã, xây dựng được 171 chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm tới hệ thống siêu thị lớn. Có thể nói trong bối cảnh dịch bệnh, sự chủ động của các hợp tác xã trong việc nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới sản xuất an toàn, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường và sáng tạo kênh bán hàng đang phần nào giảm bớt gánh nặng cho ngành nông nghiệp.